âm thanh sôi động, hình ảnh cuồng nhiệt, những khán đài đầy ắp khán giả. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu trong ngày hôm nay, một trận đấu rất đáng được chờ đợi với những cầu thủ xuất sắc nhất của cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi sẽ là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ, một người rất nổi tiếng trong giới bình luận bóng đá và cũng là một chuyên gia phân tích trận đấu. Xin chào anh Kiên Đắc Kỳ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Có thể thấy trên các khán đài, những hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Cả hai đội vẫn đang cho thấy được sự lạnh lùng của mình. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Đỗ Hồng Dung. Không thành công. Mà không quân. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Đã có một tình huống việt vị. Yến Xuân Tú. Và giải nghi rất đúng lúc. Khi mà cả hai đội đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau trong từng đấu pháp và từng con người thì việc tỏa sáng của một cầu thủ cũng là yếu tố quyết định của trận đấu. Đức Huy. Quang Hải. Đức Huy. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Văn Quyết. Đức Huy. Phải chuyền bóng thiếu cảm giác. Một quả ném biên. Đơn giản. Sẽ có một tình huống ném biên. Cản phá rất quyết đoán. Hiệp 1 của trận đấu còn 15 phút. Yến Xuân Tú. Rất thoáng. Pha xử lý rất hay. Một quả chơi bóng. Đánh đầu.
bán dứt điểm bằng đầu là quá tuyệt vời. Chọn vị trí rất tốt và cú dứt điểm cũng là rất hoàn hảo. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Rất thoáng. Rất thoáng. Và chuyền bóng thiếu cảm giác. Cắt bóng rất dễ dàng. Chuyền bóng. Dứt điểm đi. Không vào. Đánh đầu. Không vào. Ý đồ quá lộ liễu. Đức Huy. Pha xử lý khá ngẫu hứng. Tình huống nguy hiểm. Đánh đầu. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Ý đồ quá lộ liễu. Mạc Hồng Quân, Diego Fagan. Rất thoáng. Pha giải nguy rất đúng lúc. Sẽ có một tình huống ném biên. Một cú sút. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Dứt điểm đi. Không vào. Tình huống mà hậu vệ gần như đã đứng chôn chân khi mà họ không thể theo sát đối phương. Đó là một tình huống có thể nói là làm thức tỉnh hàng phòng ngự đang chơi như mê ngủ. Rất đơn giản. Đình trọng. Khoảng trống. Và pha bóng rất tốt. Chuyền bóng. Pha bóng hỏng, tình huống rất nguy hiểm. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Đường truyền rất tốt. Và pha bóng rất đúng lúc. Cơ hội để phản công.
Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Chọc khe. Bóng đã được phát ra. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Duy Mạnh. Đình Trọng. Pha bóng rất cố gắng. Pha thoát xuống rất nhanh. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Sẽ có sự thay đổi người. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Vẫn còn. Đường truyền đã bị chặn lại. Tiếp theo sẽ là một quả phạt góc. Như vậy là cầu thủ này đã được ra nghỉ. Tiếp tục là một quả phạt góc. Sẽ có một quả phạt góc. Cú sút không đủ lực và đội hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn. Tình huống rất dứt điểm. Wow! Một bàn thắng quá đẹp. Chúng ta có thể thấy được niềm vui sướng tột cùng của huấn luyện viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng này. Đó là câu trả lời đanh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Duy Mạnh. Chuyền bóng sang cánh phải. Mà không quân. Đường truyền rất bất ngờ. Cơ hội dứt điểm. Cơ hội. Đức Huy. Thành Lương. Cơ hội tấn công. Khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường truyền vừa rồi. Đường truyền về cho thủ môn. Rất bình tĩnh. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.